tìm về xa xôi, em sẽ thương những vùng đất lở sông bồi mà mẹ em giờ đây ngơi sương ngơi gió, chỉ cả chót mang nên chẳng cần về thăm trường cũ.
Quý vị thấy cô Thi Thi Trâm đó, tuy rằng hơi lớn tuổi một chút xíu, trên 60 rồi, nhưng mà thân hình và vóc dáng và cách trình diễn rất là hấp dẫn, phải không quý vị? Nếu quý vị đồng ý, xin quý vị cho một tràng vỗ tay. Vâng, MC Quốc Phú giới thiệu tuổi tôi mà tôi dặn, tôi không phải 60 là 77. Không tin đâu chị ơi. Kính thưa quý vị,